Xin được mến chào quý vị thính giả đang nghe chuyện trên kênh đọc truyện của Tuấn Anh. thưa quý vị, hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập 12 của một truyện tiền hiệp dài kỳ tranh bá thiên hạ. Kính mong tất cả quý vị hãy tiếp tục ủng hộ Tuấn Anh bằng cách là bấm like video, đăng ký kênh youtube và bấm vào chuông để không bỏ lỡ thông báo khi kênh có những tập truyện mới. Quý vị cũng đừng quên là khung giờ phát sóng truyện quen thuộc của kênh vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh youtube Tuấn Anh Studio. Và ngay sau đây, xin kính mời quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. lúc bây giờ có thể nói một khi hắn tập trung hắn thậm chí có thể nghe thấy những thanh âm rất nhỏ ở bên ngoài khu rừng bên ngoài cánh rừng không có gì nguy hiểm chỉ có một cái hồ cũng không phải chỗ này là chỗ cuối cùng của cánh rừng mà là cái hồ rộng chừng hai dặm bị bao quanh bởi khu rừng mặt hồ yên lặng như một mặt gương có lẽ vì cánh rừng này quá rậm rạp gió không thổi tới được nên mặt hồ không hề có một tia gợn sóng rừng rậm xung quanh tĩnh mịch mặt hồ bình tĩnh không cợn sóng nơi này đẹp không giống như nhân gian mà giống như chốn tiền cảnh mà sau khi đi ra cánh rừng phương giải lập tức phát hiện mộc tiểu yêu nàng đứng bên bờ hồ ngẩn người nhìn mặt hồ cách mộc tiểu yêu chừng 20 mươi mét bà còn chiến mã bắc liêu kia chính là đang uống nước có lẽ ngựa không có trí thông minh như con người nhưng bản năng sinh tồn của ngựa mạnh hơn con người rất nhiều có lẽ lúc ở trong rừng bọn chúng đã biết nơi này có nước để uống Phương Giải không tùy tiện đi tới, mà cảnh giác xác định vài trăm mét xung quanh không có người mai phục xong, mới vọt tới chỗ Mộc Tiểu Yêu, thỉnh thoảng quan sát bốn phía. Phương Giải vọt tới đứng bên cạnh Mộc Tiểu Yêu, hắn và đại khuyển một trái một vài bảo vệ sau lưng của Mộc Tiểu Yêu. Tiểu Yêu tỷ, sao không nói câu nào Ta chạy tới nơi này rồi, có phải là gặp phải kẻ địch không? Mộc Tiểu Yêu chậm rãi lắc đầu, ngữ khí rất nhẹ, nhưng mang theo một tia sợ hãi. Ta cũng không biết nữa, lúc ở trong rừng bỗng như là không bị khống chế đi tới đây. Khi tới nơi này, cảm giác trói buộc kia lại biến mất. Ta đã nhìn rất kỹ, nơi này không có người nào cả. Phương Giải vốn là không phải là người vô thần, bởi vì bản thân hắn sống lại đã là một việc mà khoa học không thể giải thích được rồi. Lẽ nào đã có ma quỷ sao? Hắn vô ý thức cất tiếng hỏi. Nơi này yên tĩnh như vậy, sao có thể xuất hiện những thứ dơ bẩn gì đó? Hơn nữa giữa ban ngày ban mặt, cho dù có những vật kia cũng sẽ không hiển nhiên chạy tới dọa người như vậy. Ngư khí của đại quyền cũng không xác định lắm, dù sao việc hôm nay quá kỳ quái rồi. Yên tĩnh, Phương giải lập tức lại nói một câu, sau đó ánh mắt bỗng sáng ngời. Nơi này quả thực có chút kỳ quái, chính là quá yên tĩnh một chút. Không chỉ nói ngay cả một con chim cũng không thấy một con, mà mặt nước cũng không hề nhúc nhích một chút nào. Đây là một việc cơ hồ không thể xảy ra, trừ phi... Vì... Hắn đang nói tới trừ phi, vì bỗng phiên sau truyền tới tiếng vó ngựa phương giải vội vàng quay đầu lại nhìn chỉ thấy có trên trăm đại đội thị vệ bằng phi ngư bào đỏ dẫm từ trong rừng đao ra những phi ngư bào kia nhìn thấy ba người phương giải lập tức là lên vài câu hơn trăm người tạo thành hình quạt bao vây bọn họ lại tiếng vó ngựa đạp nát sự yên tĩnh cảnh sắc bốn phía bỗng thay đổi đời đó đâu phải hồ nước gì nó chẳng qua chỉ là một bãi cỏ lớn xanh bờn bờn mà thôi mà cách ba người bọn họ không xa một nam tử trung niên mặc áo vải xám khoảnh chân ngồi trên cỏ trong tay nam tử trung niên này cầm một cái bầu gỗ bầu gỗ đang hứng nước từ trong suối bầu gỗ đây liền đổ vào miệng còn xích mã đứng bên cạnh xích mã uống xong con thứ hai bước tới uống nước từ trong bầu con thứ hai uống xong thì tới lượt con thứ ba nam tử áo xám này đút nước uống cho bà con ngựa xong vuốt ve đầu của con xích mã ánh mắt nhìn con xích mã đầy là sự tán dương thanh âm rất nhẹ. Còn thiểu quy củ hơn cả người tốt, rất tốt đấy. Nam tử trung niên mặc áo xám ngồi thoải mái trên bãi cỏ, cạnh đám người phương dài 20 mét. Trong tay cầm một cái bầu đổ nước cho con ngựa uống. Bên cạnh hắn là một dòng suối chảy róc rách. Dòng suối rất hẹp nhưng nước mát lạnh. Mà ba con chiến mã bạc liều kia rất quy củ thay phiên nhau uống nước. Cho ba con ngựa uống nước xong, nam tử trung niên kia còn không nhịn được khen một câu còn quy củ hơn cả người rất tốt hắn nói ngựa rất tốt đã có ý rằng trong mắt của hắn có một số người không tốt lắm mà người không tốt kia đã ba người phương giải hay là phi ngư bào của tỉnh nhà bảo vệ ba người phương giải kia không ai biết ba con ngựa kia uống xong nước liền tới một bên ăn cỏ không phát ra một âm thanh nào cũng không biết vì chúng hoảng sợ ảnh hưởng tới sự yên tĩnh của nơi này hay là vì có vài việc khiến cho bọn chúng không dám kêu lên nam tử trung điên tiện tay ném bầu gỗ sang một bên thấp giọng nói một câu bầu nước hóa thành một hồ nước dù sao cũng có giới hạn khó mà đột phá cũng không biết vì sao rõ ràng truy binh đã đuổi tới đằng sau nhưng phương giải không có chút sợ hãi nào hắn nhìn nam tử trung điên mặc áo xám cười cười mà nói một bầu nước biến thành một cây hồ đã đã giới hạn như vậy lần sau nếu người muốn biến lớn hơn không ngại dùng một thùng nước chứ nam tử trung niên không tức giận mà đã rất chăm chú nghĩ lời phương giải một lúc sau hắn chậm rãi lắc đầu chối bỏ đề nghị của phương giải thủng cỗ quá lớn không tiện mang theo người Đời này rõ ràng có chút buồn cười nhưng cử khí của hắn lại có vẻ là rất chân thành phương giải cũng không cười bởi vì hắn biết cho dù vừa nãy mình chỉ là đùa đùa thật nhưng nam từ trước mặt kia lại thực sự tiếp thu đây là một người đối đãi với bất cứ chuyện gì cũng chân thành cho nên đáng để tôn kính vì sao tiên sinh dẫn bằng hữu của ta tới nơi này phương giải quay đầu nhìn những phi ngự bảo cách vài chục mét kia rồi hỏi nam tử trung niên nam tử trung niên mỉm cười nói vốn muốn mời cả ba người các người tới nhưng do bản lĩnh còn quá thấp cho nên chỉ có thể mời được cô nương kia hai người các ngươi một người tâm trí kiên định khiến ta kinh hãi một người có đại hận trong lòng cho nên cái tâm phòng ngự quá chắc chắn ta không có mời được đành phải dụ các người tới đây nhưng cô nương hắn nhìn bộc tiểu yêu ánh mắt đầy khen ngợi sự nhạy cảm khó thấy cảm giác vượt qua người thường cho nên ta không cần cố sức cô đường ấy cũng có thể phát giác được ta cô đường ấy đã có thể phát giác ta dĩ nhiên có biện pháp thu hút cô đường ấy tới đây thiền phú của cô đường ấy vô cùng tốt nếu như gặp được danh sư không tới 15 năm sang hồ lại xuất thêm một đại nhân vật hồ phòng hoán vũ đây là người thứ hai khen bộc tiểu yêu có thiền phú cực tốt Người đầu tiên là lão già khỏe không đáng tin của hồng tụ chiêu kia. Không vội tới nói tới vấn đề này, nhưng người khiến cho bọn ta tới đây suốt cuộc lòng muốn thế nào? Đại quyền đi lên phía trước một bước chậm rãi đeo vào tay. Hắn đứng trước bảo vệ mộc tiểu yêu và phương giải. Ánh mắt nhìn nam tử trung Điền tràn đầy địch ý. Chỉ là trong địch ý, Bờ hồ có một tia sợ hãi cật lực che giấu. Bởi vì vừa nãy nam tử trung niên có nói một câu, đã khiến trong lòng đại quyền như kinh đào hải lãng hai người các ngươi một người tâm trí kiên định khiến ta kinh hãi một người có đại hận trong lòng cho nên cái tâm phòng ngự quá chắc chắn đại khuyển sợ hãi ở chỗ nỗi niềm mà mình đang ẩn giấu 16 năm qua tự hồ bị nam tử trùng điền kia liếc mắt cái liền nhìn thấu hiện tại thậm chí hắn hoài nghi người này không phải là người mà là yêu quái đã tù luyện trong này không biết bao nhiêu năm đã đắc đạo thành hình người rồi ta không phải là yêu quái chỉ là người bình thường thôi đang lúc đại khuyển nghĩ tới đó thì nam tử trung điền bỗng mở miệng nói một câu đại khuyển biến sắc mạnh mẽ đùi về phía một bước phương giải hít sâu một hơi sau đó chậm rãi rút hoành đao ra hắn nhìn nam tử trung điền từng chữ từng câu mà nói mặc kệ người có địch ý hay không nhưng mong ngươi nói ra mục đích của mình có lẽ người đã cao thủ tuyệt thế nhưng bọn ta cũng không phải là cừu non mặc cho người chém giết nam tử trung điền nhìn phương giải cười cười mà nói Tiểu từ này thật có chút ý tứ đây. Miệng thì nói phóng khoáng, tư thế luôn ra vẻ điều mạng, nhưng trong lòng thì đang suy nghĩ cách chạy trốn. Ta không biết nên nói người là dối trá hay giả hoạt nữa đây. Không đợi Phương Giải nói chuyện, hắn vừa đi về phía trước vừa hỏi Phương Giải. Ta muốn biết, vừa rồi ngươi nói cái hồ này quá yên tĩnh, không giống thật. Trừ phi, trừ phi cái gì? Ảo thuật. Phương Giải nhẹ nhàng đáp. Ảo thuật, cái tên thật chính xác nam tử trung niên cười cười nói qua nhiều năm như vậy ta luôn gọi phương pháp đó là ảo thị cảm thấy nó quá mờ mịt khó lý giải cho nên hai chữ ảo thuật của người rất hay sau này nếu có người nào hỏi ta sẽ dùng hai từ đó để giải thích cảm ơn hắn tự nhiên nói cho một câu cảm ơn khiến người ta lạnh sống đưng đừng khai khí đừng khai khí hiện tại có thể nói cho bọn ta biết người là ai không nếu không có bất ngờ gì xảy ra ngươi khẳng định là đồng bọn với phi ngự bào của tình nhà đằng sau có đúng không nào phương giải cất tiếng hỏi giật đúng mà cũng không đúng nam tử trung niên chậm rãi đi tới gần phương giải Chậm chú nói giật đúng có nghĩa là ta xác thực giống như bọn họ đều làm việc cho tình nha không đúng có nghĩa là bọn họ tới giết ngươi mà ta tới là để cứu ngươi đương nhiên ngươi không cần cảm ơn ta bởi vì nếu ta chịu khó một chút thì dọc theo con đường này có lẽ các người không gặp phải nhiều nguy hiểm như vậy. Dù ta rời đế đô sớm hơn bọn họ 5 ngày, nhưng vì tham luyến cảnh đẹp trên đường cho nên mới đi chậm hơn. Hắn chỉ vào cái mũi của mình rồi nói, ta họ trác. Sau đó chỉ vào những phi ngư bào kia, bọn họ gọi ta là trác tiên sinh. Cao thiên bảo nhìn nam tử trung niên mặc áo xám trước mặt, trong lòng không ngừng run rẩy Hắn vô ý thức quay đầu nhìn tình nha phó trấn phủ xứ mạnh vô địch. Hy vọng nhìn ra được chỉ thị gì đó nhưng không thể nghi ngờ rằng, khi mạnh vô địch nhìn thấy nam tử kia, sắc mặt còn khó coi hơn cả cao thiên bảo. Trạc tiền sinh, sao tiên sinh lại tới đây? Mạnh vô địch lập tức nhảy xuống khỏi lưng ngựa, chạy nhanh tới, rồi thi lễ thật sâu. Phải biết rằng thân phận của hắn là tỉnh nhà phó trấn phủ sứ, mà nam tử áo xám kia không có bất kỳ công danh nào, chỉ là áo vải xuất thân hàn môn mà thôi. Đường đường quan ngũ phẩm phải hành đại lễ với áo vải. Cho nên phương dài nhìn thấy cảnh này nhìn không đường có chút kinh ngạc bởi vậy phương giải liền suy đoán liệu người trung niên kia có phải là tỉnh nhà trấn phủ sứ hầu văn cực hay không nhưng hắn lại tự xưng họ trác nếu quả thực là hầu văn cực thì chẳng có lý do gì hắn lại đổi thân phận khác cũng căn bản không cần hợp tác với đám người mạnh vô địch để mà diễn kịch bởi vì hạng thanh ngưu không biết nhiều lắm về tỉnh nha cho nên phương giải cũng không biết trong tỉnh nha có một vị áo vải có địa vị đặc thù vốn đến sớm tới nhưng lúc đi qua Mai Trang, có đánh vài trận cờ với lão trang chủ, liên tục bị thua, liền khơi dậy lòng háo thắng. Kết quả là ở trong trang đánh cờ bảy ngày bảy đêm. Ngược lại quyền chính sự, không còn chuyện của các người nữa. Ta muốn dẫn theo ba người này tới đế đô, các người quay về đi. Nam tử được gọi là trác tiên sinh thản nhiên nói. Quay về ư? Mạnh vô định khẽ giật mình, do dự một lát rồi nói. Nhưng đây là mệnh lệnh của trấn phủ sứ đại nhân, vài người này cũng là trọng phạm mà triều đình đang nghiêm lệnh muốn bắt. Trạc tiên sinh lắc đầu, nhẹ nhàng nói ra bốn chữ, chập mề bất ngộ. Mạnh vô địch biến sắc, trong lòng nhanh chóng tính toán, hắn còn chưa nghĩ ra đối sách, chợt nghe trạc tiên sinh lạnh nhạt nói. Người không cần suy nghĩ ứng phó như thế nào, chỉ cần hiện tại người thành thật trở về đế đô, ta liền coi như không nhìn thấy gì, cũng không nghe thấy gì. Hơn nữa, người đừng cho rằng là có thể lừa dối được mọi người trấn phủ sứ đại nhân đã biết chuyện ta rời đế đô còn sớm hơn các người năm ngày người còn ngu ngốc làm như vậy nếu không phải trấn phủ sứ đại nhân nhớ tới cổng đào mấy chục năm qua của ngươi chẳng đã người còn sống được tới hiện tại ư nghe hắn nói như vậy hai chân của mạnh vô địch mềm nhũn liền quỳ xuống đất hắn một bên dập đầu một bên rùn giọng cầu khẩn cầu trắc tiên sinh nhớ trước mặt của trấn phủ sứ đại nhân nói hộ cho tiền chức tiền chức chỉ là chỉ đánh nhất thời hồ đồ mới thu tiền tài của những người kia. Trác tiền sinh, tình trực biết mình làm sai rồi. Trác tiền sinh kia lắc đầu, khẽ thở dài. Tới hiện tại, thực ra người còn không biết là mình làm sai ở chỗ nào. Người thu tiền của mấy người lý gia và bình bộ kia. Đây không tính là sai lầm. Người sai lầm ở chỗ, Người rõ ràng giấu giếm trấn phủ sứ đại nhân để làm mấy việc kia. Tình nha là tình nha của bệ hạ, nhưng trông coi tình nha mãi mãi là trấn phủ sứ đại nhân tỷ trước biết sai rồi thực sự biết sai rồi mạnh vô địch một bên dập đầu một bên cầu khẩn Thành âm có chút khàn khàn ba người phương sài nhìn nhau nhìn không được âm thầm thở vào nhẹ nhõm sau đó chính là kinh ngạc đều rất hiếu kỳ với thân phận của vị trác tiên sinh kia phó trấn phủ sứ của tỉnh nha lại quỳ trước mặt của hắn không ngừng dập đầu cầu xin tha thứ bất kể là ai nhìn thấy cảnh này đều là sẽ cực kỳ kinh ngạc trác tiên sinh thở dài rồi nói việc của thiếu niên này trấn phủ sứ đại nhân đã đề cập qua trước mặt bệ hạ nếu người thực sự giết hắn người biết sẽ mang tới cho tỉnh nhà bao nhiêu tai họa không bệ hạ mạnh vô địch ngẩn đầu lên trong nháy mắt khuôn mặt đã không khỏi con màu máu trấn phủ sứ đại nhân phân phó cho ta rời đế đô đón thiếu niên này trước chứ không phải phạch trần ngươi không phải ngăn cản ngươi cũng không phải giết ngươi thực ra trấn phủ sứ đại nhân đã lưu cho ngươi một con đường lui chính vì ngươi tham luyến tiền bạc mà tầm mắt trở nên thấp đi đó, đó là điều không nên. Hắn nói xong câu đó, bỗng quay đầu nhìn về phía Cao Thiên Bảo, ngữ khí lạnh nhạt, mang theo một tia khinh thường. So với mạnh vô địch, người còn có đảm phách hơn, lại động điệm muốn giết ta. Cao Thiên Bảo kinh hãi biến sắc, đầu tiên là lùi lại một bước, sau đó không nhịn được nói với mạnh vô địch. Đại nhân, Đây này chỉ có bốn người bọn chúng, mà trong tay chúng ta có hơn một trăm liên nọ. Dựa vào tù vi của đại nhân, cho dù bọn chúng là thần tiên cũng không có đường sống đại nhân đừng nghe hắn đầu độc giết bọn chúng sau đó quay về đế đô có ai biết là do chúng ta làm không thân thể đang run rẩy của mạnh phù địch trượt cứng đờ nhìn trác tiên sinh rồi chậm lại đứng lên người nói không có sai giết bọn họ xong sẽ không có ai biết nhưng người có đi tới hay không nếu ta thực sự làm như vậy ta cũng sẽ nghĩ biện pháp giết hết những người có mặt ở đây để chấm dứt hậu hoạn trác tiên sinh nó không có sai là gàn của người lớn hơn ta. Dù tâm của ta đen, nhưng ta chưa từng nghĩ tới việc phản bội trấn phủ sứ đại nhân. Hắn nói xong câu đó, Cao Thiên Bảo đã chạy trốn. Mạnh vô địch chỉ vung tay một cái, hơn một trăm liên nỏ trong nháy mắt đã biến Cao Thiên Bảo thành một con nhím. Còn chưa chạy được hai mươi bước đã ngã xuống mặt đất, không còn thở nữa. Tự chặt một cánh tay, trở về đế đô, ta sẽ giúp người nói hộ với trấn phủ sứ. Chắc tiền sinh nhàn nhạt, nhạt, nói trong một câu sau đó xoay người đi về hướng ba người phương giải. Đà tạ trác tiên sinh. Nghe thấy tự chặt một cánh tay, mạnh vô địch chẳng những không sợ hãi, ngược lại sang mặt có chút may mắn. Hắn duỗi cánh tay trái ra, mạnh mẽ, cắn chặt một một cái, bịch một cái, cánh tay trái không chút dấu hiệu bay ra ngoài, máu phùn xối xả. Cánh tay trái bay trong một khoảng khá xa, bỗng nổ tung giữa không trung. Mạnh vô địch sắc mặt trắng bạch, nhìn bóng lưng của trác tiên sinh cất tiếng nói, lưu lại cánh tay phải nắm bình khí, còn có thể vì tỉnh Nga mà làm việc. Được rồi. Trác tiên sinh nhẹ gật đầu, khoát khoát tay nói. Đi thôi, ta đã đáp ứng nói hộ với ngươi, ta sẽ không đuốt lời đâu. Ở trước mặt trấn phủ xứ, lời của ta còn có chút tác dụng. Mạnh vô định lại dập đầu một cái, đứng lên xoay người rời đi. Nhưng vì ngư bảo kia vội vàng đuổi theo, ngay cả một giây cũng không dám dừng lại. Vị trác tiên sinh thoạt nhìn thần bí hơn đứa cường đại này, đợi cho mạnh vô địch đi rồi lặng lẽ lau mồ hôi trong lòng bàn tay lên quần áo hắn âm thầm thở phào một tiếng sau đó lẩm bẩm trong lòng may mắn không ai biết mỗi khi mình nói láo sẽ toát mồ hôi ở trong lòng bàn tay mà chỗ tốt lớn nhất của thần phận chính là dù có nói láo cũng không ai dám không tin dù đám thành nội thị vệ đã rời đi hết nhưng phương giải vẫn chưa lấy lại bình tĩnh từ sau khi tới thế giới này bài học đầu tiên mà hắn học được chính là không nên đơn giản tin bất kỳ một người nào, nhất là một người xa lạ trần xuất hiện trước mặt. Được đám người mạnh vô địch, gọi là trác tiên sinh, giống như biết phương giải đang nghĩ cái gì, cười cười nói. Nhân trì thường tình, bất kỳ ai cũng rất khó tin tưởng một người mới gặp, nhất là người này còn đến từ một nơi với những người muốn đuổi giết mình. Hắn nói tới tầm khảm của phương giải, cho dù phương giải chưa hé một lời. Thuật đọc tâm, phương giải nhịn không được cất tiếng hỏi đọc tâm ư. Trác tiên sinh lặp lại, sau đó nhịn không được gật đầu. Cái tên không tồi, nhưng trước kia ta luôn gọi năng lực này là quy cảnh. Nghe thấy vậy, hắn không nhịn được mà hỏi, Trác tiên sinh, năng lực của tiên sinh là thiên phú hay là tu vi? Trên đời này không thiếu người có tu vi cao, nhưng năng lực bất quá là so sánh về khả năng đánh nhau mà thôi. Con người, có thiên phú thì khác, năng lực càng thiên kỳ bách quái. Thế giới rất rộng lớn, có rất nhiều người nhìn có vẻ bình thường, nhưng ẩn dấu bên trong là thiên phú kinh người. Công đăng đặc dị sao? Sao người lại nghĩ tới từ đó? Các tiền sinh cũng không nghĩ sâu tới bốn chữ kia, mà cười cười nói, chẳng quan nếu như ta không muốn đọc, thì sẽ không đọc được gì. Nhưng người biết đấy, có thể nhìn ra nhân tâm, rất dễ gây nghiện. Ta mất tận 10 năm mới có thể khống chế được dục vọng đó. Nếu đổi đại là ta, chỉ sợ không phải phạm vào sai lầm bị nhốt trong đại đao thì cũng là vong mạng vương giải cảm khái một câu lại khiến cho sắc mặt của trác tiên sinh thay đổi hắn chậm rãi nhìn về dòng suối kia ngồi xổm xuống dùng tay bưng nước uống một ngụm sau đó thở dài nếu ở tuổi của ngươi đã có sắc ngộ đó thì ta đã không phải đi nhiều vòng quanh co như vậy thập tử nhất sinh thực sự ta đã trải qua mấy lần nhưng ngồi tù ta hiểu ra được cách khống chế dục vọng chính là nhờ mười năm này ngồi ở trong tù đấy hắn cười cười rồi cất tiếng nói Lào ngục rất chắc chắn, cũng vô cùng quạnh quẽ. Phương giải sững sờ, không biết nên nói cái gì cho phải. Đi thôi. Trác tiên sinh đứng lên cất tiếng nói ra. Đã đón được các người rồi, đến tới lúc trở về đế đô. Những năm này ta không hay ra ngoài. Lúc rời khỏi ngục giam, lại tham luyến đế đô rộng lớn. Lúc rời khỏi tòa nhà đại thành hùng vĩ kia, thì suốt chút nữa lạc mất chính mình. Mỗi lần nhìn thấy nơi nào, đó có sườn thành thủy tú. Ta liền này ra ý niệm ẩn cư ở đó không muốn trở lại đây đồ nữa. Mười năm luyện ngục vẫn không thể khiến cho dục vọng thu phát tự nhiên, thật hổ thẹn. Nếu quả thực có người có thể khiến dục vọng của mình thu phát tự nhiên, Phương Giải xoay người, nhảy lên xích mã, lắc đầu nói, như vậy hắn nhất định là thánh nhân. Lần này tới phiền trác tiền sinh dững sờ, sau đó gật đầu, xác thực đúng là như vậy. Phương Giải vươn tay mời, ta phải tiên sinh cưỡi chung một con ngựa chứ? Trác tiên sinh bìm cười lắc đầu nói, ta có tỏa kỳ của mình, chỉ là khác với lường cầu của các ngươi. Một ngày nó không đi được xa, hơn nữa còn khó tính. Nếu nó mà không chịu đi, thì chính ta cũng không có cách nào. Cho nên tin nữa, nếu tốc độ chậm chạp, các người đừng có sốt ruột. Phương giải không nhịn được mà suy đoán, là một con lừa. Trác tiên sinh nhịn không được, cười hà hà. Người là một người trẻ tuổi có ý tứ. Ba người các ngươi đều là người có ý tứ. Một chuyến đi này có thể quen biết ba người các ngươi ta thật không phí công rồi giống như ảo thuật hắn lấy ra một cây sáo từ trong trường bào đặt ở trên miệng nhẹ nhàng thổi không bao lâu sau từ trong rừng rậm vang lên một tiếng kêu to thành âm rất đặc biệt Phương giải chưa nghe rõ là động vật gì nhưng khẳng định không phải là một con lừa khi con vật kia chậm rãi đi ra từ khu rừng ba người phương giải nhìn không được lặp bập kinh hãi toa kỵ của vị trác tiên sinh này rõ ràng là một con heo là một con heo rừng là một con heo rừng rất lớn và thô bạo rằng lành ở mõm của nó dài chừng hai thước sắc bén giống như hoành đao của đại tùy vậy con heo rừng này thoạt nhìn còn lớn hơn còn bỏ một chút lúc đi đường từ từ chậm rãi, nhưng mỗi bước đi đều uy phong lẫm liệt nó giống như chúa tể sơn lâm đang dò xét lãnh địa của mình vậy đến lúc về nhà rồi Trang tiên sinh nói với con heo rừng mà con heo rừng này tựa hồ như mặc kệ hắn ngược lại có chút hứng thú với ba người phương giải lúc con heo rừng này xuất hiện cho dù đã nhìn quen với dã thú nhưng tuấn mã của bạc liêu cũng sợ tới mức phát run xịt mã mà phương giải đang ngồi còn đỡ hai chân chỉ đạp đạp có vẻ nồn nóng chứ hai con ngựa màu trắng kia đúng là sợ tới mức không dám nhúc nhích hù ừ, sợ ba con ngựa con heo rừng kia không có cảm giác thích thú gì nó phì phì một tiếng từ đỗ mũi giống như đang nói nó không hề có hứng thú với ba con ngựa kia đâu. Cái đầu của nó ngẩng lên và ngạo mạn hiện ra rất rõ ràng. Các tiên sinh cười ngượng ngùng nói, vừa nãy ta đã nói rồi, tiểu hòa có chút không nghe lời. Hắn có chút ngốc nghếch trèo lên lưng con heo rừng, sau đó tự nhiên nắm lấy lồng bầm con heo rừng. Người cưỡi heo, dù cưỡi chính là heo rừng, nhưng nhìn kiểu gì đều có chút đặc biệt. Phương giải đột nhiên nghĩ tới, cưỡi heo có phải là thoải mái hơn cưỡi ngựa một chút không? Tiền sinh gọi nó là cái gì? Đại quyền đề phòng nhìn con heo rừng to lớn kia, cất tiếng hỏi. Trang tiền sinh cười tự hào, sau đó chăm chú đáp. Tiểu hoa, tên đầy đủ là trư tiểu hoa. Ngoài trừ con xích mã của phương giải là dám đi gần tiểu hoa. Hai con chiến mã còn lại đều thành thật đi ở phía sau. Mà con heo rừng bước nhanh, bọn chúng mới dám bước nhanh. Nếu con heo kia đi chậm gì gì, bật chậm đại quyền và mộc tiểu yêu thúc như thế nào, bọn chúng cũng không chịu vượt qua. Phương giải nhịn không đường thầm khen một câu. Trong lòng tự nhủ, con trư tiểu hoa này đúng đã có khí thế sơn đầm tỏa ra bốn phía. Nó không đi, các động vật khác cũng không dám đi. Nó đi, các động vật khác cũng không dám không đi. Trang tiên sinh à, vừa nãy tiên sinh nói bệ hạ cũng biết ta sao. Rời khỏi khu rừng đi đến quan đạo, Phương giải thực sự không nhịn được lòng hiếu kỳ. Trên thực tế, ở trong rừng, vị trang tiên sinh này nói rất nhiều, nhưng hắn để ý nhất là câu kia bệ hạ cũng biết thiếu niên này. Đối với phương giải, một lòng muốn tìm chỗ dựa ở đây đô mà nói, nhưng đời này không thể nghi ngờ là có sự hấp dẫn nhất định. Đúng vậy, bệ hạ biết về ngươi. Trang tiền sinh nhàn nhạt đáp. Từ đâu mà biết được chứ? Phương giải chưa từ bỏ ý đồ. Ta à, cũng không rõ lắm, chỉ nghe trấn phủ sứ đại nhân nhắc tới vài câu. Bệ hạ tự hồ rất tán thưởng ngươi, đâu có ai đập được 21 chiến công mới tham gia cuộc thi diễn vũ viện như người chứ phải biết rằng đập được 10 quân công đã là có tư cách hướng bình bộ tiến cử rồi. Sau đó tầng tầng đớp đớp tuyển chọn ra người thích hợp nhất. Người đập được 21 chiến công tới bao danh lên bình bộ. Căn bản không cần phải tuyển chọn, nhưng có thể trực tiếp tên nộp công văn cho bình bộ liền tham gia cuộc thi. Á! À, Phương Giải hơi sững sờ một chút, sau đó mắng một câu. Lý Hiếu Tông là một tên vương bát đàn. Trác tiền sinh cân tiếng hỏi. Lý Hiếu Tông sao? nhà tướng biệt quân thành phan cố hả? Phương giải oán hận gật gật đầu. Người kia nói với ta rằng muốn tham gia cuộc thi diễn vũ viện, ít nhất phải tích lũy được 21 quân công. Trác tiền sinh sững sờ một nát, nhìn không được cười hà hà. Ha, ha, ha ha. ta còn tưởng rằng người cố ý làm như vậy, không tham gia sàng đọc mà tích lũy gấp đôi công đao để trực tiếp có cơ hội tham gia cuộc thi. Phương giải cười khổ lại hỏi, bệ hạ còn có nói gì với ta không? Không có, nói tới đây chắc tiên sinh cố ý nhắc nhở Người đừng tưởng rằng bệ hạ từng đề cập ngươi trong ngữ thư phòng ngươi tham gia cuộc thi diễn vũ viện là việc ván đã đóng thành thuyền đấy mỗi ngày bệ hạ xử lý hàng đống chuyện vụn vặt chỉ sợ ngày thứ hai đã quên tên của ngươi rồi có lẽ sau này sẽ không nhắc lại nữa đâu phương giải thở dài rồi nói bệ hạ thật cực khổ sau đó hắn lại cười hỏi chắc tiên sinh à tiên sinh cho rằng ta có thể thi đỗ diễn vũ viện hay không cần gì chấp nhất phải tiến vào diễn vũ viện. Trác tiền sinh cất tiếng nói. Người xuất thân tự quần ngũ, dù không thi đậu, vẫn phải rút về quân đội làm việc. Người tuổi con nhỏ đã lập được 21 quần công, lại từng được bệ hạ đề cập qua ở ngữ thư phòng. Cho dù ngươi thi trượt, đã nào còn đường sau này lại khó khăn cơ chứ? Không phải tiên sinh nói rằng không chừng đến ngày hôm sau bệ hạ sẽ quên ta đó sao? Bệ hạ có thể quên. Trác tiền sinh nhìn phương dài chân thành nói. Nhưng người thấy những quan đơn trong triều đình kia có dám quên hay không? Dù bệ hạ chỉ tùy tiện nhắc tới tên tiền của người ở ngữ thư phòng, nhưng quan viên của binh bộ tất nhiên sẽ coi trọng người đấy. Bởi vì bọn họ sẽ đỏ lắng, nếu bệ hạ lại đề cập tới tên của người mà bọn họ không có hành động gì. Đương nhiên, nếu người không thể khiến cho bệ hạ thỉnh thoảng nhắc tới tên của người, vậy thì sớm muộn gì người cũng sẽ bị kẻ khác ghen ghét. Có lẽ đến chết cũng không biết vì sao mà chết khiến cho bệ hạ thỉnh thoảng nhắc tới tên, tên của ngươi. Những lời này phương giải một mực kỳ nhớ ở trong lòng. Thì võ khoa, người không có ưu thế. Trác tiên sinh bỗng nói trong một câu. Phương giải gật đầu, hắn biết mình không thể tu hành. Đối với một nơi tròn tướng đánh như diễn vũ viện mà nói, xác từng là chỗ thiếu hụt trí mạng. Vậy người nghĩ lại xem, ngươi còn bản lĩnh gì khác không? Trác tiên sinh duỗi ra mấy ngón tay, gầm một ngón tay rồi nói võ khoa người không chiếm ưu thế nhưng khoa như bình pháp thiền tượng địa lý nhân tâm toán học người có am hiểu không phương giải vốn cho rằng những kiến thức từ kiếp trước của mình toán học khẳng định không có vấn đề gì nhưng vừa nghĩ tới đại tùy to lớn kỳ nhân dị sĩ nhiều không kể xiết hắn liền không còn tin nữa cho nên hắn cẩn thận suy nghĩ một lát liền lắc đầu trong mắt trác tiền sinh hiện lên tia thất vọng nhưng vẫn chưa từ bỏ ý định dù là vẽ tranh thư pháp cũng được trong quân cần phụ tá vẽ bản đồ cho quân đội, còn cần người quản lý hành trình của đại quân. Vẽ tranh giỏi, viết chữ đẹp cũng có cơ hội trở thành phụ tá, mà phụ tá cũng là một con đường thấn thần tốt. Phương giải cẩn thận nghĩ ngợi, sau đó lại lắc đầu, vẫn là suy nghĩ trương, đại tùy quá rộng lớn, mà tham gia cuộc thi đều là tình anh trong tình anh, mà hội họa mình chỉ biết cơ bản, chỉ biết cưỡng miễn cưỡng nhập môn, nhưng chữ viết thì coi như là tinh tế, nhưng không tính là đẹp đều không am hiểu vậy người muốn vào diễn vũ viện làm gì mà người dùng tài năng gì để mà thi diễn vũ viện đây trác tiên sinh kinh ngạc cất tiếng hỏi vì phương sài không nói hết mà là nhìn trác tiên sinh chăm chú nói hiện tại tiên sinh có thể nhìn thấy tâm tư của ta sao trác tiên sinh lườm hắn một cái rồi nói đó không phải là một việc thoải mái gì cần tập trung tinh thần ngươi cho rằng ta tùy thời tùy lúc có thể đọc được suy nghĩ của ngươi sao Phương Giải nhận được câu trả lời thuyết phục này, liền nhẹ nhàng thở ra. Sau đó ngồi thẳng lưng trên ghế xích mã. Nhìn về phía trác tiên sinh, thần sắc nghiêm túc mà chàm chú nói. Ta muốn thi vào diễn vũ viện là vì tăng năng lực của mình. Như vậy cũng có thể phục vụ bệ hạ tốt hơn, phục vụ đại tùy tốt hơn. Thân là quần nhân, tự nhiên muốn thời thời khắc khắc, ghi nhớ chức trách của chính mình. Trác tiên sinh gần người, sau đó thở dài nói, người quá xem thường ta. Phương Giải không hiểu mà hỏi. Không có không có, ta rất tôn kính tiên sinh mà. Chắc tiên sinh khinh bỉ nhìn xem Phương Giải mà nói. Đã làm người cho rằng ta không sử dụng năng lực, liền nghe không ra lời nói giả dối của ngươi sao? Hắn nhìn chằm chằm vào Phương Giải một lúc, thở dài rồi nói. Nhưng tiếc rằng diễn vụ viện không phải là thanh lâu, nên không thu tiểu công tử. Cái kiểu bị thành bục tú của ngươi không tồi không tồi. Dành bồn công hầu, không ít người thích tiểu công tử còn hơn là tiểu đường tử đấy. Phương Giải không khỏi là không nói chuyện. Trác tiền sinh lại cả giận nói, không cho phép người chửi người khác, người đã nghe rõ chưa? Hành trình hơn 10 ngày kế tiếp rất yên bình. Ngày đầu tiên vị trác tiền sinh kia và Phương Giải còn trò chuyện nhiều, nhưng về sau thì hắn chỉ để ý ngắm phòng cảnh. Phương Giải hỏi hắn câu nào thì hắn đáp câu đấy. Hơn nữa thường là câu râu ông nọ cắm cằm bà kia, trả lời qua loa quả chuyện. Hành trình về sau thay đổi lớn nhất chính là bà còn tuấn mã Bắc Liêu dần dần bớt đi sự kiêng kỵ với trừ tiểu hoa. Ít nhất, bọn chúng đã dám đi song song với nó. Không thể không nói, con trừ tiểu hoa này xác thực là một con hẻo có cá tính. Lùng đi được nửa quận Hà Đông, ngang quay ngang một thôn nhỏ, vậy thì một con heo nái mắt to hai mí đã thu hút sự chú ý của nó. Bởi vậy xác tâm của trừ tiểu hoa liền nổi lên, nói cái gì cũng không chịu đi. Nó không ngừng đi qua đi lại. các tiền sinh bó tay chấm còm với nó nay phải bo xuống ngồi xổm nhìn kiến leo cây trương tiểu hoa lập tức như ngựa hoang thoát khỏi đồng mà xông vào cái chuồng heo kia rằng co tới tận nửa canh giờ nó chỉ quay về sau khi cảm thấy mỹ mãn khiến đám người phương giải chỉ biết cười khổ nhưng con trương tiểu hoa thoạt nhìn to lớn khí phách này sau khi trở về hai chân có vẻ mềm nhũn lập tức nằm dưới bóng cây ngủ phi phò trạc tiên sinh gọi mấy lần nó vẫn không chịu dậy phương giải nhịn không được cười mà nói con heo này đặt tên là Trư Tiểu Hoa thật không có sai. Khắp nơi lưu tình, còn nghìn dặm xa xôi nữa mới tới đây đồ. Cũng không biết sẽ cầm được bao nhiêu con heo nái. Nó cứ phòng lưu như vậy, chẳng phải là con cháu đầy đàn sao? Trang tiền sinh chăm chú giải thích. Thực ra ánh mắt của nó rất cao. Người cũng biết đấy, heo nhà dù sao cũng đẹp hơn heo rừng một chút, chẳng phải sao? Phương giải có thể nói không phải. Trư Tiểu Hoa không chịu thức dậy. Còn họ cũng chỉ có thể ngồi một bên nghỉ ngơi. Gia chủ nhà nông kia thấy một con heo rừng to lớn nằm trước cửa nhà mình, suýt chút nữa ngất đi vì sợ. Trang tiền sinh, vì đại nhân vật có địa vị cực cao trong tỉnh nhà đại tùy này, ăn nói khép nép nửa ngày, cộng thêm hai mươi lượng bạc đền bù cho nhà kia. Nhà nông kia mới hồi phục tinh thần, không truy cứu việc trừ tiểu hoa, tự tiện xông vào dân trạch vì lễ hèo nái đàng hoàng kia. Trang tiền sinh liên tục nói lời cảm ơn, trong lúc rảnh rỗi, Phương Giải tới gần Trác Tiên Sinh thấp giọng hỏi. Trác Tiên Sinh, liệu ta có thể hỏi Tiên Sinh một vấn đề không? Người hỏi đi. Trác Tiên Sinh rõ ràng không có hứng thú vì đau lòng bạc. Trừng mắt nhìn con trư tiểu hoa kia sinh lòng hờn dỗi. Tu hành rốt cuộc là cách gì? Phương Giải từng đưa ra vấn đề này với đại khuyển, mộc tiểu yêu, lão già que và rất nhiều người. Nhưng bởi vì hắn không thể tu hành cho nên không cách nào lý giải sự huyền diệu của tu hành cho tới tận bây giờ hắn khắc sầu nhất chính là một tiểu yêu nói tu hành sẽ rất đau mỗi một lần tu vi tăng lên thân thể đều chịu qua một lần thử thách trang tiền sinh nhìn phương giải cất tiếng hỏi vì sao ngươi hiếu kỳ với tu hành như vậy hắn đặt tay lên cổ tay của phương giải sau một lát buồn lòng mà nói lẽ nào không ai nói với ngươi rằng thể chất của ngươi căn bản không thể tu hành sao hơn nữa phần lớn người trong thiên hạ có tư chất bình thường người có thể tu hành trăm người không có một, mà trong số những người có thể chất tu hành, cả đời vất vả tu luyện cũng chỉ có hai ba phần vượt qua tam phẩm, mà thể chất của người xác thực rất kỳ quái. 128 huyệt khiếu, chỉ thông có một huyệt khiếu, có đúng không? Phương Giải không thèm để ý tới việc này, dù sao hắn đã thành thói quen. Không đúng là thông hai khiếu. Trác tiền sinh trầm chú nói, Người thấy vị nồng phù mà ta vừa bồi thường tiền kia không? Dựa theo đạo lý mà nói, thể chất của hắn còn hơn cả ngươi. Dần trung bình thường, ít nhất cũng phải thông 3 tới 5 khiếu huyệt. 128 huyệt khiếu, chỉ thông có hai khiếu. Đây là lần đầu tiên ta thêm một người như người đấy. hai khiếu sao? Phương giải khẽ thật mình, trong lòng như phiên giang đào hải. sắc mặt của hắn biến ảo không ngừng, trong lòng phức tạp khó có thể hình dung. Hắn cũng không biết mình là nên cao hứng hay là tiếp tục tự ti nữa trước khi rời khỏi thành phàn cố, hắn không thông khiếu nào. Về sau cũng không biết nam tử mặc áo xanh kia sử dụng phương pháp gì, giúp mình thông bột khiếu. Trong hai tháng này, lại lặng yên không một tiếng động thông thêm một khiếu nữa. Nhưng chính phương giải cũng biết, thông một khiếu với thông hải khiếu không có gì khác nhau. Hắn không có tính toán kể chuyện lúc trước mình chỉ thông bột khiếu cho trác tiên sinh. Nghĩ ngợi mà hỏi, ta muốn biết cương giả cửu phẩm mạnh như thế nào? Trác tiên sinh trầm ngâm một lúc, cất tiếng nói. Người có biết vì sao núi thanh nhạc trở thành nơi nổi tiếng của thiên hạ không? Vì sao nhất khí quan trở thành đạo tông chính thống của thiên hạ không? Bởi vì trong nhất khí quan có tiêu trần nhân. Phương giải đáp. Trạc tiền sinh lắc đầu nói. Có một việc rất ít người biết, chính là núi thanh nhạc nổi danh trước, rồi mới tới nhất khí quan. Sở dĩ nhất khí quan lựa chọn xây dựng ở núi thanh nhạc. Sở dĩ hoàng đế về hạ phòng tiêu trần nhân là quốc sư. Trong chuyện này có rất nhiều bí mật, ta cũng không thể biết hết được nhưng có một chuyện có thể xác định chính là tiêu chân nhân có một vị sư đệ nghe nói kinh tài tuyệt diễm lúc trẻ đã đạt tới cảnh giới cửu phẩm có một lần hắn và tiêu chân nhân vần dù tới núi thanh nhạc nhìn thấy trên một vách đá của núi thanh nhạc có một tảng đá lớn nhẵn nhụi giống như một tấm gương do thiên nhiên hình thành tảng đá cao chừng ba bốn trượng dựng đứng ở vách đá dưới tảng đá lớn là thâm uyên vạn trượng sư đệ của tiêu chân nhân chỉ vào tảng đá kia nói cảnh sắc bao la hùng vĩ như vậy sao có thể thiếu lưu bút bởi vậy hắn nhảy lên vách đá dùng tay trái làm bút viết đến bảy chữ cực kỳ có khí thế trên tảng đá chữ như rồng rắn khắc vào trong đá chừng ba phân lùng đường kim bệ hạ biết được việc này Điền hạ chỉ xây nhất khí quan ở núi thanh nhạc phòng nhất khí quan làm đạo tông chính thống của thiên hạ tiêu chân nhân thì trở thành người đứng đầu của đạo tông đứng đầu cả giang hồ bảy chữ gì đạo tông sẽ hưng thịnh ở đây. Dùng tay làm bút, viết lên phải chữ to trên tảng đá lớn. Dưới chân là hố sâu thăm thẳm, trong đầu phương giải nhìn không được ảo tưởng tới cảnh lúc đó. Tu hành tới cửu phẩm, bình khí mạnh nhất thiên hạ không có gì ngoài bản thân của mình. Trang tiền sinh duỗi một ngón tay Phung vẩy lên trên không trung. Dùng ngón tay làm đao cũng có thể xuyên kim đoạn ngọc. Suốt cuộc vì sao lại thay đổi chứ? Phương giải vừa cưỡi ngựa vừa nghĩ đến vấn đề này. 15 năm qua, khí hải của hắn căn bản là không thông. Hay nói cách khác, hắn căn bản không có khí hải. 128 huyệt khiếu chỉ là bài trí. Nếu dựa theo lẽ thường, cho dù hắn không chết, cũng đã nằm trên giường không thể động đậy được. Sống cuộc sống thực vật. rời khỏi phan cố, thông bột khiếu, đi hai tháng mở hai khiếu. Liệu sau này có thông hết không gì? Nếu như có thể, vậy thì phải đợi tới bao giờ mới thông 36 huyệt đây? Chỉ khi thông 36 huyệt, mới có thể cảm nhận được khí thức tinh khiết của thiên địa sau đó thì chuyển hóa loại khí thức đó thành kinh khí ẩn trong khí hải rồi lại dung nhập kinh khí vào tứ trị bách hải do đó khiến cho thân thể trở nên mạnh mẽ đây là tu hành nhưng nếu như cứ hai tháng mới thông một khiếu thì cần sáu năm mới thông ba sáu khiếu mặc dù là sáu năm sau thông ba sáu khiếu thì cũng chỉ là miễn cưỡng có thể tu hành mà thôi tu hành tới cửu phẩm thậm chí có thể có năng lực phá núi đoạn sông. Cho nên hắn khát vọng tu hành, khát vọng trở nên càng ngày càng lớn mạnh. Kiếm trước cũng tốt, kiếm này cũng thế. Một người không có thực lực sẽ bị loại bỏ hoặc trở thành biển ngắm sống của xã hội. Sợ dĩ có câu người ở trên người cũng vì những người có thực lực kia luôn dẫm lên trên đầu của những người bình thường. Trác tiền sinh cưỡi trên lưng trừ tiểu hoa, nhìn phương giải trầm tư, khẽ lắc đầu. Trong lòng nói một tiếng đáng tiếc, thân thể của người thiếu niên này quá quái dị. Rõ ràng thể chất của hắn là nhiều bệnh nhiều tai, nhưng là hắn vẫn sinh long hoạt hổ, còn cường trán hơn cả người thường. Hơn nữa, ngài đại quyền nói qua, lúc nửa đường phương giải đã giết một cao thủ con tù vị tứ phẩm. Nếu việc này mà truyền tới giang hồ, lập tức sẽ tạo nên sóng to gió lớn. Người không thể tu hành giết một cường giả tứ phẩm, điều này thật giống như một đứa trẻ con ba tuổi đánh vỡ sọ một nam tử trưởng thành vậy. Chờ tới đây đô, ta sẽ giúp người một tay. Nếu diễn phủ viện không thù người, ta sẽ cố hết sức đưa người tới thành ung châu. Trác tiền sinh cười cười nói, có thể giúp được ngươi cũng chỉ như vậy thôi. Phương giải sững sờ, lập tức ôm quyền thì lệ thật sâu. Đại ân không có lời nào cảm tạ hết. Trong thành ung châu thuộc ung quận ở Nam Cương Đại Tùy, có một đại tướng quân la diệu cũng không thể tu hành, chỉ thuần túy luyện thể lại đạt tới cảnh giới cửu phẩm. Hắn là người duy nhất của Đại Tùy có lẽ là toàn bộ thiên hạ có thể dùng thân thể phàm nhân đạt tới cảnh giới như vậy. Hơn nữa, có lời đồn rằng thực lực của La Diệu thậm chí đã vượt xa cửu phẩm. Thực lực trên cửu phẩm không có tiền gọi, nhưng không ai phủ nhận rằng có lẽ thực sự tồn tại cao thủ như vậy đấy. Đối với thể chất quái dị của phương giải, Chắc Vô Y chỉ có thể suy đoán rằng có lẽ hắn và La Diệu là cùng một loại người, dù khả năng này cực kỳ bé nhỏ. Tuy nhiên, nếu muốn kiến công lập nghiệp tốt nhất vẫn là quay lại biên giới tây bắc dùng phản ứng và đầu óc của ngươi không lo không đạt tới chức vị cao hắn nhìn phương giải cất tiếng nói phương giải cười cười đại tùy tuy rộng lớn không thiếu người trong hàn môn thông minh hơn ta nhưng trăm năm qua đại tùy có mấy đệ tử hàn môn trở nên nổi bật chứ sở dĩ la diệu có thành tựu như hiện tại còn không vì hắn từng đà một nô tài cầm ô cho hoàng đế sao nếu không có cơ duyên đó không thể nói trước hiện tại hắn bất quá chỉ là một tiểu phu sống trong núi nghèo khổ qua ngày mà thôi lúc hoàng đế đại tùy tiền nhiệm tới tây bắc tuần tra có một lần cải trang vi hành gặp phải một con trâu điên con trâu này không biết vì sao mà kinh hãi lao như điên trên đường cái khiến không ít người đi đường bị thương hoàng đế vừa muốn hạ lệnh cho thủ hạ thị vệ giết con trâu hộ người dân thì thấy một tiểu phu trẻ tuổi tiện tay ném củi khô trong đường xuống đất rồi đã lao nhanh tới chính diện ngàn đón con trâu điên kia. Hai tay nắm vào sừng trâu, chỉ dùng được của hai cánh tay quật đổ con trâu điên, là một quyền đập đầu con trâu điên lún xuống đất. Về sau, vị tiêu niên này trở thành người cầm ô cho hoàng đế. Hắn ngủ đồng mấy năm, cuối cùng đạt được công đào lớn là bình định quận Tiểu Ngư ở Đồng Bắc, được hoàng đế đặc biệt phong làm cũ phẩm biệt tướng. Từ đó công lao liên tiếp tới tay, bạch chiến bạch thắng. Tiêu điền này chính là La Diệu, một quyền đập chết trâu điên, La Diệu chỉ mới 15 tuổi, không thể nghi ngờ rằng hiện tại Phương Giải không có thực lực đó. Hắn đã vô số biện pháp giết con trâu điên kia, nhưng không thể dùng lực liều mạng với nó được. Cho nên La Diệu chính là La Diệu, độc nhân vô nhị La Diệu. Tại đế đô, cùng thái cực, binh bộ thượng tướng cù đồng lại bước nhanh tới đồng đoạn Các, Nội thị thái giám tổ bất úy đã đợi sẵn ngoài cửa, vội vàng hành thể nói. Bệ hạ đang chờ đại nhân, bệ hạ đã phần phó, sau khi đại nhân tới liền trực tiếp đi vào nô tì một vực ở đây chỉ chờ đại nhân tới thôi nói xong hắn đại hạ giọng nói hôm nay tâm trạng của bệ hạ không tốt lắm đại nhân cẩn thận một chút ngụ đồng đài thấp giọng nói cảm ơn sau đó sửa sang đạo quan phục trên người bước nhanh vào đồng đoạn các hắn cúi đầu đi vào nên không biết trong phòng có người hay không lục vào cửa hắn lặng lẽ nhìn lên thấy phía trên có hai người ngồi cho nên trong lòng yên tâm hơn không ít nếu bệ hạ tức giận chỉ triệu một mình mình thì mới là phiền toái lớn. Thần ngu đông lai khấu kiến bệ hạ. Hắn quỳ xuống hành lễ. Đợi thêm một lúc nhưng không thấy hoàng đế lên tiếng. Trong lòng ngu đông lai căng thẳng. Nhanh chóng nhớ lại mấy ngày hôm nay mình có làm sai chuyện gì không? Còn chưa đợi hắn trả lời nhớ ra. Một quyển tấu chương từ thư án bên kia ném tới. Cạch một tiếng rời trước mặt của hắn dọa sợ hắn. Bản thân người tự xem đi. Ngư khí của hoàng đế lộ ra sự thất vọng và phẫn nộ dù đã áp chế xuống nhưng cũng đủ làm cho lòng người kinh hãi ngô đồng đài cẩn thận nhặt tấu trương lên mở ra xem vừa nhìn lên biến sắc hắn ngẩng đầu nhìn hoàng đế trong nháy mắt lưng đã ướt đẫm mồ hôi hắn liếc nhìn hoàng đế một cái lập tức cục đầu xuống nền đá xanh lạnh lẽo cái cục đầu xuống quá thấp cho nên cây mồng nhấc lên khá cao tư thế thoạt nhìn có chút buồn cười thần không tra thỉnh bệ hạ trách phạt trách phạt hoàng đế lạnh lùng nói nếu trẫm lấy lục tường quan trên đầu của ngươi ngươi có bằng lòng hay không chứ trẫm tao bình bộ cho ngươi không ngờ ngươi lại kết phường với cấp dưới giấu diếm trẫm trẫm đặt kỳ vọng rất nhiều vào lý hiếu tông nhưng hắn lại làm cho trẫm rất thất vọng ngủ đồng lai sợ tới mức toàn thân run rẩy cúi rạp xuống không dám lên tiếng hắn nhịn không được thở dài trong lòng, việc ở phan cố thực sự là phiền toái mà dương dịch có lẽ là vị đế vương có tính cách ôn hòa nhất từ khi Đại Tùy lập quốc cho tới nay. Nhưng điều này cũng không có nghĩa là hắn nhu nhược. Trên thực tế, Đại Tùy lập quốc trăm năm, nhưng từ khi xuất hiện một vị hoàng đế nào nhu nhược cũng không có. Có lẽ điều này liên quan tới việc Đại Tùy không có truyền thống nhường ngôi cho con trai trưởng. Hoàng đế luôn chọn người giỏi nhất trong số con trai của mình để kế thừa ngôi vị. Dù quá trình lựa chọn có chút tàn nhẫn, có lẽ đây là chuyện quyền nhân căn bản mà Đại Tùy trải qua trăm năm vẫn vững chắc. Không thể phủ nhận rằng, quan địa phương cũng tốt, triều đình đế đô cũng thế, đều tồn tại việc tham ô nhận hối lộ hoặc là phi phạm kỷ cương. Nhưng ít nhất, thực lực của đại tùy hùng hậu khiến cho người ta cũng phải sợ hãi, nhất là vũ lực. Điều mà các đời hoàng đế đại tùy kiều ngạo nhất chính là quân đội đại tùy chưa từng bại một lần. Có lẽ các đời hoàng đế đại tùy đều không quên vết xe đổ của các triều đại trước, cho nên luôn bảo trì sự coi trọng với quân nhân. Phải biết rằng, tiên triều trước khi bị hoàng đế đại tùy dương kiên tiêu diệt đã từng được xưng là đệ nhất đại quốc của trung nguyên quốc gia kia cũng dùng võ lập quốc trải qua trăm năm thái bình các đời hoàng đế sau dần quên mất đạo lý rằng dao trong tay nên thường xuyên mai rũa mới sắc bén được bọn họ đã quen với việc dùng cán bút trong tay viết ra lời hãy ý đẹp lại quên mất bàn tay này vốn nên cầm con dao gằm sắc bén mà lạnh lẽo vì phòng ngừa quân nhân làm loạn hoàng đế tiền triều chỉ trọng dụng quan văn kết quả là khi đối mặt với phản quân của dương kiên lại tìm không cho một tướng quân có thể lạnh bình tác chiến đại quân được xưng là trăm phản của tiền triều bị mấy nghìn phản quân lúc đầu của dương kiên nghiền nát nhanh chóng sụp đổ đội quân hồ lang trong tay của dương kiên đối mặt với quân đội của tiền triều đánh trận nào thắng trận đấy cực kỳ là dễ dàng và thoải mái trên tường quân cử thư phòng ở cùng thái cực trong một bức tranh chữ là hoàng đế khai quốc của đại tùy dương kiên đã từng lưu lại nhanh như gió tĩnh như rừng nhiệt huyết như lửa vững như thái sơn biến ảo như âm thanh động như sấm sét đây là một đoạn văn mà khi dương kiên xuất quân phá tan đội quân cuối cùng của tiền triều lưu lại mãi cho tới tận bây giờ chữ ghi trên giấy kia vẫn đỏ thẫm bắt mắt như vậy nếu cẩn thận suy nghĩ đây là một đoạn văn miêu tả cách dụng binh nhưng con chóc của dương kiên lại cho rằng đây là lời căn dặn của thái tổ hoàng đế nhắn với hậu nhân của mình làm sao để làm một vị hoàng đế tốt dương dịch đứng trước bức tranh chữ nhìn binh bộ thượng thư ngủ đồng lai cúi rạp xuống đất không dám ngẩng đầu lên hư lạnh nói nếu không phải người của tỉnh nha điều tra cẩn thận thì chuyện này đã bị tấu trường của binh bộ che lấp rồi điều mà trẫm là thất vọng nhất không phải là vì lý hiếu tông mà là vì trong triều đình lại có nhiều người sẵn sàng đói dối giúp hắn, sẵn sàng bịt mắt trẫm giúp hắn như vậy. Ngô Đồng Đài cảm thấy mình có chút ủy khuất, bởi vì hắn thực sự không thu quà của Lý Hiếu Tông. Nếu như không vì hữu kiêu vệ tại tương quần Lý Viễn Sơn đưa sổ còn tới, vậy thì là hắn thậm chí đã quên ở Phan Cố có một nhà tướng xuất thân từ con thứ của Lý Gia rồi. Nhưng việc ở thành Phan Cố, hắn xác thực đã biết, hắn không thu bạc không có nghĩa là hữu kiêu vệ đại tướng quân Lý Viễn Sơn không gửi bạc tới. Lúc trước có hai phần quà đưa tới bình bộ, một phần là đưa cho hắn, một phần là đưa cho bình bộ thị lang hậu quần tứ. Mà việc phan cố đại thắng là do hậu quần tứ xử lý, cho nên hắn không biết tự biện như thế nào, dù hắn có chút oan uổng, nhưng thực sự là rất thất trách. Thế ngụ đồng đài không nói câu nào, sang mặt của hoàng đế ngược lại trở nên hỏa hoãn. Hậu văn cực người tới nói với mình bộ thượng thư đại nhân của chúng ta. Phan cố bên kia rốt cuộc xảy ra chuyện gì, cũng không thể trẫm nói nửa ngày hắn còn không biết sai ở chỗ nào chứ. Tình nhà trấn phủ sứ hầu phan cực, cuối người nói, thần tuân chỉ. Hắn tới gần cu đông rai, thấp giọng nói, mùng 2 tháng 11 năm tiền hữu, tặc bình bồng quyền nhập quan, nhà tướng Lý Hiếu Tông phòng thủ phan cố thất bại, khiến cho thành phan cố bị phá, 800 biên quân và 2.000 dân chúng trong thành đều bị tạc bình bồng nguyên tan sát hầu như không còn. Lý Hiếu Tông sợ tội bỏ trốn, trốn tới hữu kiều vệ, tìm kiếm che chở. Hữu kiều vệ đại tướng quân Lý Viễn Sơn nghe thấy vậy liền xuất quân tới biên quan. Một đêm chém giết đoạt lại được thành phản cố, giết tạc bình mấy nghìn. Nhưng vì bao che cho tội của Lý Hiếu Tông, trong tấu trương mà Lý Viễn Sơn gửi tới cho triều đình, đã che giấu việc dân chúng và biên quân trong thành chết trận. Á, à, nghe thấy vậy, Ngô Đồng Lai rất là kinh ngạc, không nhìn được phát ra một tiếng kinh hô. Câu chuyện mà Hầu Văn Cực vừa nói, sao các hoàn toàn với chân tướng vậy? Ở thành phan cố bên kia, rốt cuộc xảy ra chuyện gì, hắn biết rất rõ ràng. Cho nên lúc nhìn thấy trên tấu trường viết rằng, bình bộ biết mà bao che, liền sợ tới mức không dám xem tiếp. Nhưng vì sao lời Hầu Văn Cực nói, mình lại không biết chút nào nhỉ? Cho nên hắn vô thức ngẩng đầu nhìn Hầu Văn Cực, muốn tìm được gợi ý gì từ khuôn mặt của hắn nhưng ngữ khí của hầu văn cực vẫn lạnh lùng bình thản tiếp tục nói hôm thành phan cố bị phá đúng lúc đội khẩm xài tuần tra do triều đình phái tới bị tặc bình bảo vệ chém giết nửa đêm nhưng do quân địch quá đông đảo nên toàn bộ đều hy sinh vì nước sau cuộc chiến hữu cựu vệ đại tướng quân lý viễn sơn do yêu quý tài năng của lý hiếu tông nên đã thù bùa quan viên của binh bộ và thiên hộ tỉnh nha cao thiên bảo người phụ trách điều tra việc này biến việc thất bại của lý hiếu tông trở thành đại thắng trong chuyện này có mấy chữ bấu chốt. Lý Viễn Sơn do yêu quý tài năng của Lý Hiếu Tông nên mới bao che, chứ không phải vì Lý Hiếu Tông cũng xuất thân từ lý giả lũng hữu. Nghe qua có vẻ bình thường, nhưng đều cất giấu một vài tin tức xấu xa. Hậu Văn Cực mặt không biểu tình nhìn Ngô Đông Đài nói, đây là những việc đã xảy ra, Ngô Đại Nhân đang nghe rõ chưa? Ngô Đông Đài không phải là kẻ vô năng, cũng không phải là người ngu, nếu không làm sao có thể làm tới bình bộ thượng thư những năm quan trường chìm đổi này hắn đã sớm hiểu thấu triều đình nghe câu kia của hầu văn cực hắn đến biết mình nên làm như thế nào tội thần biết tội rồi ạ hắn đã cúi đầu nói với hoàng đế tội thần tham công biết việc này có kỳ quặc mà không trả rõ thì là thất trách không làm tròn nhiệm vụ của mình mong bệ hạ trách phạt thần không dám rào biện ạ trẫm hỏi ngươi thần thần nhận tội nhưng thực sự là thần không thu một đồng nào ngô đồng đàn lại cúi đầu ngữ khí khẩn thiết nói. Thần công biện hộ tội thất trách của mình, nhưng thần thực sự không dám thù hối độ, làm những việc bại hoại kỳ cương. Việc của Lý Hiếu Tông ở Phan Cố Thành, thần không thể lấy ẩn tình trong đó. Thẹn với sự tín nhiệm của bệ hạ đối với thần, nhưng dù nhà thần không tính là cự phú, nhưng không thiếu bạc, thần quả quyết sẽ không vì tài vật mà dám được gạt bệ hạ. Dương Dịch uống một ngụm trà, gật đầu nói, mấy đời này còn thật chút, Ngủ già của các người xác thực đã không thiếu số tiền kia. Cho dù ném ngồ nhất đạo, nhưng ngủ già ngươi cũng là không kém nhiều lắm. Vậy trẫm hỏi ngươi, trong nhà môn của Bình Bộ, suốt cuộc có bao nhiêu người thu chỗ tốt của Lý Viễn Sơn, người có biết không? Thần thực không biết rõ tình hình. Hai tháng này, thần luôn bận rộn âm thầm triệu tập lương thảo và dân chúng. Các việc khác của Bình Bộ đều do đang thị hậu quân tứ trông coi ạ. Hoàng đế ử một tiếng quay đầu nhìn hậu văn cực. Trẫm không thể tưởng tượng được trong tình nha lại có người dám phản bội trẫm. Hắn dùng chính là hai từ phản bội. Hậu văn cực hất áo bào quỳ xuống, hai tay gỡ đường quan ở trên đầu, sau đó cúi rạp xuống đất. Thần đã khiến chủ tử thất vọng, thần không có tư cách tiếp tục quản lý tình nha. Động một chút để gỡ mũ quản xuống, người không sợ đặt trẫm cho rằng người đang uy hiếp trẫm ư. Hoàng đế lạnh giọng hỏi. Hậu văn cực ngẩng đầu nói, thần không dám, thần chỉ là anh ấy thôi. Hắn nói chuyện rất đơn giản, không có một câu nào giải thích cho mình. Hoàng đế hừ một tiếng rồi nói, nếu cấp dưới phạm một sai đầm, trẫm điền lấy vũ quan của hắn xuống, thì tất cả thượng thư, thị lang của các bộ đã không ngồi an ổn như vậy rồi. Thủ hạ phạm sai đầm, người khó tránh khỏi tội thất trách. Nhưng cái chức trấn phủ sứ của tỉnh Nha rất khó có người làm được tốt, vẫn là cần người tiếp tục làm. Phạt bổng lộc ba năm, hàng một bậc. Thế nhưng lúc về, viết một phần kiềm điểm đi thần tạ ơn bệ hạ. Hậu văn cực dập đầu nói, tên thiên hậu kia, hắn thích bạc như vậy, vậy thì liền chôn sống hắn ở trước cửa kho của hộ bộ, khiến cho hắn ngày nào cũng được nhìn thấy một đống bạc, nhưng đã không thấy được một đồng nào. Giả quyến của hắn, nam thì đẩy tới biên cương làm đô bộc, nữ thì đưa tới trước phường tư làm đô tỷ. Mỗi tháng phát một đồng tiền công, tới lúc nào các nàng tích đủ số bạc mà bọn họ đã thu thì mới có thể trừ đi nô tịch. Mấy người ở đây đều dùng mình một cái, trôn ở trước cửa kho là muốn tiền thiền hộ kia hàng ngày để bị người ta dẫm đạp dưới chân. Mà một tháng phát một đồng tiền công, cả đời sao có thể tích lũy được nhiều bạc như vậy? Đừng nói là thế hệ này, cho dù đời đời thế thế, chỉ sợ cũng khó mà thoát tội. Hoàng đế ngửa người dựa vào ghế đá, xòa đồng mày có chút nhăn nhăn, tiếp tục nói. Hữu kiều vệ đại tướng quân Lý Viễn Sơn vi phạm kỷ cương khi quân võng thượng, tội trạng không thể tha thứ, nhưng niệm tình hắn lập được nhiều chiến công tiền xử lý nhẹ bớt giáng chức xuống còn ngũ phẩm biệt tướng lưu lại trong quân đội đợi dùng thực ấp giảm 300 căn hộ phạt bổng độc 3 năm phản cố nhà tướng đi hiếu tông mặc dù được chiến không lui nhưng lại bỏ thành bà chạy còn cố gắng giấu giếm thất bại của mình đụt lọt quan viên của binh bộ địch đồng tạ ít chấm không trách việc hắn thua trận lẽ nào chậm có thể trách cứ một vị tướng lãnh đã chiến đấu đến cùng sao Lục bắt giữ Lý Hiếu Tông, các người thầy trẫm hỏi hắn có dũng khí đối mặt với địch nhân đông hơn mình gấp 20 lần, sao không có dũng khí đối mặt với trẫm? Lục Lý Hiếu Tông ở diễn vũ viện, trẫm từng để ý tới hắn. Hoàng đế mở cuốn chữ tài lục dày cộp kia, mở thêm một trang, dùng bút đỏ gạch đi tên của Lý Hiếu Tông. Đáng tiếc, trẫm mất đi một vị tướng quân rất có tiền đồ. Giao cho hình bộ và đại lý tự thẩm vấn, nên định tội gì thì định tội ấy, Hoàng đế buông bút xuống, nhàn nhạt, nhạt nói một câu, sau đó hướng ngủ đồng lại nói. Quay về, người điều tra xem, suốt cuộc có bao nhiêu người trong binh bộ thu bạc của Lý Viễn Sơn. Người của binh bộ đã dám thu bạc của Lý Viễn Sơn, chẳng lẽ trước kia chưa từng thu của ai khác. Đây chắc chắn không phải là lần đầu tiên. Trầm cũng không phải là người độ lượng tới mức bỏ qua chuyện cũ. Tra xong thì gửi danh sách lên đây. Có vài người ngồi ở vị trí quá lâu rồi, nên quên mất sự kính sợ. Trong lòng đã như vậy, thì trẫm không cần phải giấu đi rào bổ làm gì. Thần tuân chỉ, ngụ đồng đài vội vàng đáp. Đợi đã, trẫm còn chưa nói hết. Hoàng đế lại nhìn xuống cuốn chữ tài lục, vừa nhìn những cái tên mình viết, vừa nói. Ngụ đồng đài cách chức bình bộ thượng thư, xuống còn bình bộ thị lang, quản lý mọi việc của binh bộ. Sau khi trở về đóng cửa một ngày, trẫm muốn nhìn xem người có thể tỉnh ngộ ra cái gì không. Mặt khác, phạt bổng lộc ba năm quan viên nào của bình bộ thu hối lộ của Lý Viễn Sơn đều phải điều tra ra rồi gửi danh sách tới cho Trẫm. Trẫm muốn Lý Viễn Sơn lại chỉ ra số tiền hắn đã đút lót, cộng thêm tiền đút lót cho đám quan viên, còn bổng độc bị phạt của các ngươi gộp lại để tới phàn cố thành. Trẫm muốn xây một toàn nghĩa trang cho các bình lính biên quân và dân chúng chết trận kia. Số tiền còn lại thì đều đưa tới cho người thân của các biên quân. Bọn họ đều là bình sĩ trung thành và dũng cảm nhất của đại tùy bọn họ dùng mạng của mình để mà chứng tỏ sự trung thành và tình cảm dành cho đại tùy với trẫm nói đi nói lại trẫm cảm thấy xấu hổ với bọn họ trong lòng trẫm cũng rất tự trách lục hầu văn cực báo cáo chuyện này cho trẫm trẫm đã kiểm tra tiền công mỗi tháng của binh lính biên quân thần thâm khiến cho người ta đau lòng lúc bọn họ còn sống chỉ vì chút tiền đó mà bọn họ sẵn sàng trả sức vì nước sau khi chết sao có thể không chôn cất tử tế cho bọn họ chứ mặt khác ngô đồng lai sau khi trở lại binh bộ người phải thống kê số lượng biển quân đại tùy trẫm muốn làm một con số thực khải giàn khẳng định là có nhưng đừng để cho trẫm biết sau khi thống kê xong thì trẫm sẽ thương nghị với hộ bộ xem có thể tăng tiền công của binh lính biển quân lên gấp đôi hay không bọn họ vì nước mà bảo vệ biên cương trẫm không thể để cho bọn họ ăn không đủ no mặc không đủ ấm nói thực ra thì đó chính là tiền bán mạng của biên quân nói tới đây họ đến gần đầu ánh mắt lạnh lẽo nếu trẫm biết còn có ai dám tham ô khoản tiền đó thì trẫm liền giết cửu tộc của hắn. Nếu như số người sống còn chưa gom đủ cửu tộc thì trẫm liền bới phần bộ tổ tiền của hắn lên. Lúc đi ra từ ngữ thư phòng, hai chân của ngu đồng lại trở nên mềm nhũn Nhớ lại những lời bệ hạ vừa nói, trong lòng của hắn lạnh lẽo như rơi vào hầm băng. Nếu trẫm biết có ai dám tham ô khoản tiền đó thì trẫm liền giết cửu tộc nhà hắn. Nếu như số người sống còn chưa gom đủ cửu tộc thì rẫm liền bới phần bộ tổ tiên của hắn lên làm quan chiều năm như vậy đây cũng là lần đầu tiên hắn tận mắt nhìn thấy hoàng đế bệ hạ tức giận như ngày hôm nay cũng không biết bệ hạ tức giận vì các thần tử hợp tác với nhau lừa mình hay là vì 800 biên quân và 2.000 dân chúng chết uổng mạng ở Văn Cố Thành. Cho nên, càng nghĩ, ngụ đồng lại càng sợ hãi. Lời nói dối của hầu Văn Cực đã tránh nặng tìm nhẹ, nhưng bệ hạ vẫn tức giận tới mức ấy nếu bệ hạ biết 800 biên quân kia thực ra là bị hữu kiêu vệ tàn sát như vậy, sẽ dẫn tới lôi đình chi nộ như thế nào? Đúng như vậy, hoàng đế Dương Dịch xác thực là một vị hoàng đế có tính cách ôn hòa, cũng rất ít khi trách cứ thần tử. Nhưng chính vì vậy mà có vài người quên mất thiên uy khó dò. Khi hoàng đế cảm giác được uy tín của mình bị giảm xuống, thì tân sẽ làm một việc khiến cho các thần tử phải lần lượt tôn kính và sợ hãi hắn. Mà trong đó quá trình này, có lẽ sẽ còn có mấy tên không may trở thành quỷ dây âm ti. Mặc dù bọn họ không phạm vào lỗi gì trí mạng, ít nhất là bọn họ cho là như vậy. Nhưng lúc bệ hạ muốn giết người, thì tội có như thế nào, thực ra đã không quan trọng nữa. Quan trọng là bệ hạ thấy nên là lúc giết người, tuyệt đối sẽ không đường tay. Quan viên trong triều đình an ổn quá lâu, đã quên ba năm trước, hoàng đế từng hạ chỉ tiêu diệt khâu gia ở Giang Đô với tội bù nghịch. Đêm hôm đó trong thành Giang Đô số người bị giết vượt qua hai nghìn tam đại thế gia của giang đô cơ hồ bị san thành bình địa trong nháy mắt bởi vì ba thế gia này lúc đầu đều là những người ủng hộ tam hoàng tử kế thừa của vị bọn họ dùng hết sức để tạo thế cho tam hoàng tử mà lúc ấy dương dịch là con trai thứ bảy của tiền đế là người có tầm ảnh hưởng thấp nhất thoạt nhìn như là người không có khả năng ngồi trên cái ghế trí tôn kia nhất hoàng đế muốn giết người có khi rất sốt ruột có khi rất chậm rãi hắn đợi ba năm mới đồng thủ với ba thế gia của Giang Đô. Hơn nữa vừa động liền như xét đánh bền tài. Khi đó tà kiều về của đại tùy, phụng bệnh xuất trinh bình định tạc Mao Phong ở Giang Nam. Trên đường xuất hành, đại quân có dừng lại trong thành Giang Đô để nghỉ ngơi và bổ sung vật tư. Vào buổi tối, ở các thế gia đại hộ trong thành Giang Đô còn mở tiệc chiêu đãi tà kiêu vệ đại tướng quân Dương Thuận Thần. Tiệc triệu diễn ra ca vui vẻ. Đại tướng quân Dương Thuận Thần say rượu mà về tất cả mọi người đều cho rằng tiệc rượu và trồng ngân phiếu kia đã thu phục được vị đại tướng quân luận về bối phận lần đường huynh của hoàng đế này nhưng ai ngờ vào lúc nửa đêm năm nghìn bộ binh trọng giáp của tả kiều vệ bỗng tràn vào khắp phố phường ngõ nhỏ của giang đô phòng bế tòa nhà của ba đại thế gia giang đô hơn nữa căn bản không có quá trình hỏi tội gì tình bình của tả kiều vệ được trang bị tới tận răng xông vào mấy đại viện thế gia gặp người là giết tiếng kêu gào vang lên mãi tới tận trời sáng mới dừng lại nhưng kêu gào cũng vô dụng trong vòng một đêm thành giang đô máu chảy thành sông sáng sớm ngày thứ hai ta kêu vậy đại tướng quân dương thuận bây giờ tuyên bố tội trạng của ba đại thế gia giang đô trong đó có một tội khiến cho người ta rung động nhất chính là cấu kết phản tặc ẩm bưu phản nghịch mà người cầm đầu của ba đại thế gia chính là công thần khai quốc đại tùy cho nên vụ án này lớn ngược lại được gọi là khâu nghịch án mà cũng chính vào lúc này, mọi người bỗng tỉnh ngộ. Dương dịch có thể leo lên ngôi vị hoàng đế, sao có thể là một người thoạt nhìn ôn thuận, thậm chí còn mềm yếu chứ. Đối với thần tử mà nói, phản bội mãi mãi là điểm mấu chốt. Một khi chạm vào điểm mấu chốt này, kết cục coi như đã định. Mặc kệ tội phản bội là thật hay là giả, nhưng hoàng đế cần nó tồn tại. Hoàng đế giết người, có khi rất sốt ruột, có khi rất chậm rãi. Diện bà đại thế gia của Giang Đô không vội, hoàng đế đợi 7 năm, trước tiên giảm bớt những người thuộc ba đại thế gia chiếm vị trí quan trọng, rồi đưa tới ba vị trí thoạt nhìn quan trọng nhưng không có thực quyền gì. Tâm tư của hoàng đế khó dò như âm thanh vậy. Hắn bố trí từ từ như là rừng, động như xét đánh, trong vòng một đêm diệt hết những kẻ mà hắn cảm giác không cần tồn tại trên thế gian này. Lý do giết người thực ra cũng đơn giản, bởi vì sự tồn tại của bọn họ khiến cho hoàng đế khó chịu mà hiện tại hoàng đế rất sốt ruột giết người Ngũ đồng lại đi ra ngoài vài chục bước lại quay đầu nhìn cự thư phòng nhìn không được lắc đầu cười khổ hắn vừa may mắn thoát ra đường một kiếp vẫn có cảm giác thỏ từ hồ bi bình bộ thị lang hậu quần tứ là phải chết không thể nghi ngờ hoàng đế đã động niệm muốn giết thế nhưng thì hắn liền không thoát khỏi kiếp nạn này mà hoàng đế động niệm cũng không phải là ngày một ngày hai việc ở thành phản cố bất quá chỉ là một cái cớ để hoàng đế ra tay mà thôi.